Vâng, chào mừng các bạn đến với sân Cây Nhãn Vũng Liêm. Trước mắt các bạn là trận đấu diễn ra giữa ESU 2 và Team Bạc Liêu. Hai đội này đánh một set 21 điểm mà tranh nhất nhì bảng nha. Thành ra không có đánh lâu nữa, đánh tranh nhất nhì bảng luôn, đánh một set một. Không còn, quả hai cho Nhu rồi. Một pha phòng thủ rất hay đến từ ESU 2, điểm 2-0. Điểm 1-2 cho Bạc Liêu với một pha ghi phá rất là đẹp. Quá ghê vậy. Sân đi về ESU 2 điểm 3-1. Quá đập bóng rất là quy lực của Nhu nha. Xin lỗi không, nãy không biết tên, nếu biết tên sẽ đọc anh Thanh Nhu. Điểm 2-3 cho Bạc Liêu. Bóng ngoài. Là bóng ngoài sân. Điểm 3 đều. Đã bóng tốt. Điểm 4-3 cho ESU 2. Bóng tốt, điểm 4 đều. Pha bóng vào lưới, điểm 5-4 nghiêng về ESU 2. Bóng tốt, điểm 6-4 nghiêng về ESU 2. Bóng ngoài sân, điểm 5-6. Các bóng ngoài, điểm 7-5 nghiêng về ESU 2. Bóng còn, không ai hỗ trợ hết. Là bóng tốt, điểm 8-5 nghiêng về ESU 2. Đập bóng tốt, điểm 6-8 vì độ Bạc Liêu. Bóng trong sân, điểm 9-6 khi về ESU 2. Đập bóng quá ghê các bạn ơi. 7-9 cho Bạc Liêu. Bóng tốt. Bóng trong sân, điểm 8-9. Phát bóng ngoài. Phát bóng ngoài, điểm 18.
bóng tốt. Điểm 11. Hai đội đánh sân. 11-8. Bóng ngoài. Bóng ngoài sân. Điểm chơi số 2, 12-8. Đặt bóng tốt. Tốt. Điểm 9-12 cho đội Bạc Liêu. Chẳng bóng tốt. Bóng không qua lưới. Điểm cho đội Bạc Liêu 10-12. Quá ghê. Đã bóng tốt đến từ Thanh Nhu. Điểm 13-10. Tính đã bóng tốt. Đã bóng tốt. Điểm 11-13 cho đội Bạc Liêu. Bóng tốt. Điểm 11-11. Đã tài quá nè. Đã bóng tốt. Điểm 12-14 cho đội Bạc Liêu. Quá đẹp. Bóng còn. Bóng ngoài luôn các bạn ơi. Điểm cho đội SU2 15-12. Bóng ngoài sân. Điểm 16-12 cho SU2. Đá bóng. Điểm 17-12 cho SU2. Bóng ngoài luôn. Bóng ngoài sân. Điểm 18-12. Điểm 19-12 cho SU2. Bóng tốt. Điểm 13-19 cho Bạc Liêu. Mà thấy cái số là chỗ khác nè, đang mình lợi nè. Một pha nổ sân đến từ SU2. Điểm 20-13. Hai đội lưu ý điểm cuối. Bóng tốt. Điểm 14-20. Bật lên không bóng. Yeah.
kết thúc trận đấu. Bóng đá điểm 24 và